đang xem video tại kênh YouTube nhà gió GBU. Đừng quên đăng ký kênh và bấm nhận thông báo để không bỏ lỡ các nội dung mới nhất nhé. Nữ chính bi thảm sau khi bị hiến tế lại thức tỉnh sức mạnh dị năng lửa mạnh nhất của gia tộc, chính vào lúc cô đưa toàn bộ người nhà xuống địa ngục, lại ngoài ý muốn sống lại vào năm 7 tuổi. Cô gái này tên là Glorioso, là công chúa phế vật của gia tộc Hoa Nhân. Ở trong gia tộc điên rồ coi dị năng là tất cả này. Đứa trẻ có tư chất bình thường chỉ có thể trở thành vật hiến tế để nuôi cây dù anh trai của Glory sơ là đứa trẻ thiên tài có năng lực mạnh nhất gia tộc, thức tỉnh dị năng là loài hoa ăn thịt người, nhưng người em gái ruột Âu sơ lại là một phế vật. Cô không thể nở ra một bông hoa tử tế, chỉ có duy nhất hạt giống trên ngón áp út là điều tượng trưng cho thân phận của người hoa nhân. Ở trong gia tộc này, có thể khiến hoa nở chỉ biểu thị cho việc thức tỉnh dị năng, còn các loài hoa khác nhau lại đại diện cho những năng lực khác nhau. Âu sơ hiểu rõ vì dị năng của cô yếu đuối, nên theo lẽ đương nhiên bị gia tộc vứt bỏ thậm chí bị anh trai ruột hiến tế cho cây thần trong cuộc đời bi thảm này ý niệm phục thù giúp âu sơ tiếp tục kiên trì sống tiếp đến khi cô hòa làm một thể với cây thần thì ý thức vốn hỗn loạn lại dần tỉnh táo trở lại cô có năng lực điều khiển thực vật dù bị nhốt ở nơi đây không thể di chuyển thì âu sơ vẫn có thể có được tất cả tin tức của đế quốc thậm chí còn có thể điều khiển thực vật đem tin tức truyền ra ngoài trong đế quốc này tồn tại bốn gia tộc dị năng trong số con cháu của bốn gia tộc có một người tên gọi avid người này vô cùng phản cảm với chuyện dùng người sống hiến tế cho cây thần âu sơ hiểu rõ cơ hội của bản thân tới rồi cô lợi dụng cây cối đem những tin tức không thể lộ ra ngoài của gia tộc truyền ra ngoài khiến địa vị của gia tộc trong đế quốc suy giảm nghiêm trọng vào năm thứ bảy sau khi bị giam cầm ở cây thần âu sơ đem cách tiêu diệt cây thần truyền đến tai avid cuối cùng âu sơ cũng đợi được đến lúc gia tộc hủy diệt anh trai ngạo mạn cuối cùng cũng cúi đầu ti tiện cầu xin mọi thứ của gia tộc tùy ngươi chi phối chỉ cần để ta còn sống. Avit chỉ nhàn nhạt hỏi. Vị hôn thê của ta ở nơi nào? Anh trai hoảng sợ mở to hai mắt. Đứa em gái bị hắn ta bỏ quên ở xó xỉnh kia, lại có thể đổi lại mạng sống của hắn. Nghe tiếng kêu thảm vang lên ở lãnh địa. Âu sơ cảm thấy niềm vui vỡ hòa, à, dù cô không thể tận mắt nhìn thấy. Sau nhiều năm nhẫn nhịn cuối cùng cô cũng đợi được ngày tự do. Nhìn thiếu nữ đã hòa thành một thể với cây thần. Avit lên tiếng. Ta luôn tự hỏi rằng, có một thế lực nào đó ở trong bóng tối âm thầm chỉ dẫn cho ta. Vậy nên là em muốn tìm ta sao? Tiếc cho em bị trúng lời nguyền không thể tận hưởng niềm vui trong cuộc sống. Vậy thì, hiện giờ em hy vọng ta sẽ làm gì? Vì không thể mở miệng nói chuyện, Âu oh, Sơ chỉ có thể nhờ cây cối truyền đi nguyện vọng cả đời của bản thân. Tôi muốn những người đó phải chịu những đau đớn mà tôi phải chịu đựng, sau đó chặt cái cây này xuống thiêu rụi, đừng để lại bất kỳ dấu vết nào. Avid vừa nghe liền nâng kiếm lên bắt đầu ra tay. Anh trai nghe vậy vội vội vàng xông tới, hắn ta phẫn nộ nhìn về phía Avid mắng chửi. Sao ngươi dám? Nhưng lời nguyền đến từ địa ngục ập tới nhấn chìm hắn ta vào bóng tối. Avit đặt tay lên vai thiếu nữ, nếu như ta chặt cái cây này thì em sẽ ra sao? Âu sơ bình thản nói, linh hồn của tôi sẽ được phóng thích, còn anh sẽ là người bị dính lời nguyền. Nhưng Avit không thèm để tâm đến lời nguyền. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh bị dính lời nguyền. Chàng trai giúp Âu sơ tách những dây leo cuốn trên người ra, dù quá trình này đau đớn như lột da dóc xương thì âu sơ vẫn cảm nhận được sự thả lỏng trước nay chưa từng có cuối cùng cô cũng có thể là một con người có được sự tôn nghiêm mà chết đi rồi một ánh kiếm lóe lên gốc đại thụ tràn ngập tội ác cuối cùng cũng bị chặt xuống a ôm cô gái gầy gò ốm yếu trong lòng anh im lặng cảm nhận sự dịch chuyển của sinh mệnh âu sơ nở nụ cười nói cảm ơn anh a nếu như chúng ta cùng sống bên nhau nói không chừng sẽ có cuộc sống khác nhau chỉ có điều vận mệnh trêu người chỉ hy vọng anh có thể hạnh phúc, sau cùng linh hồn của thiếu nữ chiến thành một đóa hoa nhỏ tượng trưng cho cuộc sống vĩnh cửu. Nếu như có kiếp sau, Âu Sơ cũng mong bản thân có được hạnh phúc. Đáng buồn là đến khi cô lần nữa mở mắt, lại thấy bản thân quay trở về gia tộc dơ giấy kia. Nhìn chiếc đàn hạc trong lòng, Âu Sơ ngạc nhiên phát hiện bàn tay của cô có thể cử động như một người bình thường. Còn anh trai vốn dĩ nên ở địa ngục lại đang vênh mặt nhìn về phía Âu Sơ. Âu Sơ kinh ngạc mở to hai mắt lẽ nào người chết, rồi vẫn phải tiếp tục gặp ác mộng ư một dây thất thần này của em gái làm người đàn ông nổi giận cái đồ vô dụng này ngay cả đàn một bài cũng không làm được lời mắng chửi gay gắt làm gián đoạn màn trình diễn của lễ hội mùa xuân làm ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía âu sơ nghe bên tai vang lên đủ mọi lời lẽ chào phúng châm trọc âu sơ mới nhận ra bản thân sống lại rồi đây là buổi yến hội cuối cùng mà cô tham gia với tư cách một con người anh trai vẫn tiếp tục sỉ nhục một bên trách mắng âu sơ một bên kiểm tra tình trạng phát triển dị năng của đám trẻ âu sơ sợ hãi cúi thấp đầu vì sao cứ phải sống lại vào ngày hôm nay giây tiếp theo ánh mắt như dao sắc hướng về phía cô bé anh trai thô lỗ kéo tay âu sơ dùng sức kéo cô bé ra khỏi hàng đúng như dự đoán lời nói của hắn ta vẫn giống hệt kiếp trước thứ ngu ngốc ngay cả một bông hoa cũng không nở nổi đúng là thích hợp để làm đồ ăn cho cây thần giây phút này âu sơ như bị tuyệt vọng nhấn chìm vừa rồi rõ ràng cô mới tiễn mách nơ xuống địa ngục. Hơn nữa, cô phải trả giá, bằng cả tính mạng mới có thể hủy diệt gia tộc nhơ nhuốc này. Cuối cùng qua đời trong vòng tay Avid, nhưng hiện giờ lại phải quay lại trước đó. Lẽ nào dù chết rồi cũng không thể giải thoát sao? Vậy tất cả những gì cô đã hy sinh ở kiếp trước thì sao? Âu sơ nắm chặt tay trách cuộc đời bất công. Mọi chuyện vẫn diễn ra như kiếp trước, Âu sơ bị anh trai nhốt lại. Đây không phải kết quả mà cô bé mong muốn. Nhưng khi nghĩ, tới bản thân biết được những bí mật không thể cho người ngoài biết của gia tộc âu sơ sắp không ngăn nổi sự điên cuồng trong lòng rồi nói không chừng đây là món quà mà a tặng cho cô chuyện báo thù này vẫn nên tự tay làm mới thoải mái hiện giờ âu sơ phải chỉnh lý một chút những dữ kiện mà bản thân đang có cô không thể hèn nhát như kiếp trước âu sơ bước tới trước gương nhìn gương mặt non nớt phản chiếu bên trong âu sơ lần nữa xác nhận bản thân quay trở về rồi bảy năm qua cô bé sắp quên mất cảm giác khi làm người rồi nhưng chuyện này đồng nghĩa với việc năng lực của Âu Sơ cũng quay về như trước kia sao? Âu Sơ thử lắc lư ngón tay trống rỗng của mình. Một giây sau, âm thanh nở rộ vang lên. Quả nhiên dưới sàn liền xuất hiện một đóa hoa lửa rực rỡ. Ngọn lửa bập bùng bốc lên. Âu Sơ nhìn vậy vô cùng kinh ngạc, lẽ nào có thiếu sót gì trong ký ức ư? Ừ, ngay cả kỹ năng làm hoa nở cũng được giữ lại. Tiếc là đóa hoa mà cô bé tạo ra không có bất cứ năng lực gì. Dù nhìn vẻ ngoài vô cùng hoa lệ, nhưng vẫn không cách nào thay đổi được sự thật rằng âu oh sơ vô dụng chính vào lúc này bên tay âu oh sơ vang lên tiếng gõ cửa thúc giục âu oh sơ hốt hoảng ngắt bông hoa xuống hiện giờ cô bé không thể để lộ chuyện bản thân có thể làm hoa nở hầu gái ngạo mạn mở cửa thúc giục âu sơ mò luyện tập đi âu oh sơ nắm chặt bông hoa trong tay lần này cô bé lựa chọn tạm thời che giấu thực lực bởi vì hầu gái trước mặt không chỉ là nhũ mẫu của cô mà còn là tai mắt mà anh trai sắp xếp bên cạnh âu oh sơ đối phương liên tục buông lời lời oán giận và trách mắng hoàn toàn không biết đứa trẻ trước mặt này không còn là tiểu thư phế vật ngoan ngoãn nghe lời trước kia nữa rồi âu sơ không tiếp tục nhẫn nhịn cô bé từ chối những yêu cầu vô lý của hầu gái hầu gái thấy vậy không dám tin nhìn về phía âu sơ người bị điên rồi sao thế mà dám không làm theo mệnh lệnh của ta âu sơ lạnh lùng ra lệnh đúng là có chút điên nhưng từ ngày hôm nay ngươi chính thức bị đuổi việc hầu gái không dám tin vào tay mình đuổi việc cái gì nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô bé trước mặt hầu gái đột nhiên cười lớn ngươi dùng lý do gì để đuổi việc ta âu sơ không hề do dự nói ra chuyện bà ta lén trộm chân trâu của phu nhân còn chuẩn xác nói ra vị trí chân trâu được giấu ở dưới giường của cô bé đồng thời còn tỉ mỉ kể ra bốn đồng phạm của bà ta thì hầu gái ban đầu còn cứng miệng lập tức hoảng loạn ánh mắt lạnh lùng của âu sơ làm bà ta nổi da gà lúc này âu sơ mới cảm thấy bản thân của kiếp trước thật là nực cười Thân là đứa trẻ vô dụng của gia tộc, Âu Sơ bị mọi người cô lập, chỉ vì hầu gái là người duy nhất trò chuyện với cô bé, nên cô bé liền khát vọng muốn nhận được tình cảm của đối phương. Kết quả thứ mà Âu Sơ nhận được chỉ là sự phản bội. Phía bên này, hầu gái còn định đổ toàn bộ tội danh cho Âu Sơ. Nhưng Âu Sơ đã sớm có chuẩn bị. Cô bé thân là tiểu thư phế vật ngay cả căn phòng của phu nhân cũng không được phép lại gần, hiển nhiên không thể làm ra loại chuyện kia. Hiện giờ Âu Sơ không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai bởi mọi chuyện xảy ra trong tương lai đều đã khắc sâu vào tâm trí của cô bé trước khi bị hiến tế âu sơ phải nghĩ cách để tự cứu lấy mình việc đuổi hầu gái đi chính là bước đầu tiên để cứu bản thân nhìn áp lực tỏa ra từ người âu sơ hầu gái vô cùng hoảng hốt đứa nhỏ mà bà ta nuôi từ nhỏ đến lớn từ khi nào lại trở nên đáng sợ như vậy hầu gái bị dọa cho vội vã lùi lại âu sơ tiếp tục nói nếu như phu nhân biết có người lén trộm cắp thì không biết trong số bốn người các ngươi ai sẽ là người đầu tiên nhận tội đây, còn có kẻ chủ mưu sẽ có kết cục như thế nào. Sau cùng dưới sự uy hiếp của Âu Sơ, hầu gái lựa chọn khuất phục. Đây chính là thứ Âu Sơ muốn. Cô bé lệnh cho hầu gái gọi những kẻ đồng phạm còn lại tới. Trước khi bà ta rời đi, Âu Sơ còn tốt bụng nhắc nhở đối phương cẩn thận hoa ăn thịt người. Bởi vì không thể chắc chắn rằng, chỉ có anh trai mới có năng lực tạo ra loài hoa đó. Suy nghĩ đi mách lẻo với mách vừa lóe lên trong đầu hầu gái lập tức biến mất âu sơ thân là em gái ruột của hắn ta biết đâu cũng kế thừa năng lực giống với gia chủ ở trước mặt tất cả mọi người tiểu thư phế vật lại bùng nổ dị năng mạnh mẽ ngón tay của cô bé có thể nở ra bông hoa lửa bất cứ nơi nào nó đi qua đều biến thành địa ngục đáng sợ nhưng hiện giờ âu sơ vẫn chưa nhận thức được sức mạnh của dị năng cô bé chỉ coi nó là công cụ chỉ hoãn thời gian vài ngày trước âu sơ lợi dụng những tin tức có được ở kiếp trước uy hiếp và thu phục được toàn bộ hầu gái nhưng con đường báo thù không hề yên bình sự thức tỉnh của dị năng làm thân thể của cô bé phải chịu phản phệ trong thời gian âu sơ bị bệnh nhũ mẫu không chịu nổi sự hoảng hốt trong lòng mà lựa chọn bỏ chạy nhưng trong cái rủi có cái may bởi số lượng người giám sát âu sơ đã giảm bớt âu sơ nhìn vết bỏng trên tay đây là vết thương do cô bé nắm vào bông hoa lửa chẳng phải bông hoa cô bé có thể tạo ra chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp thôi sao sao lại có năng lực làm người khác bị thương lẽ nào sau khi trở về dị năng xảy ra thay đổi mặc dù thân thể hiện tại của âu sơ không thể tiếp tục thử nghiệm năng lượng của hoa lửa nhưng cô bé chưa thể nằm xuống nghỉ ngơi cô bé phải ăn gì đó để lấy lại tinh thần nhìn tờ giấy hầu gái để lại trên bàn ăn dù hiện tại đang bị giam cầm thì âu sơ vẫn nhận được tin tức của avid hôm nay chính là ngày hội mùa xuân mỗi năm tổ chức một lần đây cũng là ngày duy nhất bốn đại gia tộc họp mặt đồng thời là cơ hội hiếm hoi để âu sơ có thể liên hệ với avid theo ghi chép trong lịch sử hoàng đế đầu tiên tặng cho các vị công tước mỗi người một thần vật chỉ khi tập hợp đủ bốn thần vật này thì mới có thể tiêu hủy cây thần còn chuyện thần vật được cất giữ ở đâu thì chỉ có gia chủ các gia tộc mới biết âu sơ nhờ sống lại nên đã nắm được tất cả tin tức vậy là cô bé thông minh quyết định chủ động xuất kích thứ hiện giờ âu sơ cần là một chút hỗn loạn để trì hoãn cuộc trò chuyện đây là lần đầu tiên cô bé cá cược âu sơ mở cánh cửa phòng ăn ra hiện giờ cũng đến lúc dùng đến đám hầu gái ngu xuẩn rồi vừa tiến vào Âu Sơ liền phát hiện, vô số ánh mắt hướng về phía cô bé. Một thiếu niên không chút do dự khiêu khích, đem chiếc xương trong tay ném về phía Âu Sơ. Khi khúc xương rơi xuống, tiếng cười trong phòng ăn vang lên. Thiếu niên kia khinh bỉ lên tiếng. Người xếp cuối thì chỉ có thể ăn thứ này thôi, cầm lấy và mau cút đi. Sau đó cậu ta lại hoanh hoang hỏi Âu Sơ vì sao không trả lời. Vốn dĩ ngươi nên nói cảm ơn anh rồi nhặt thứ kia lên mà ăn đi. Những người còn lại đều chờ xem chuyện cười của Âu Sơ. Nào ngờ dây tiếp theo trên gương mặt Âu Sơ xuất hiện một nụ cười sáng lạn. Mặc dù ngươi là con của đại phu nhân, cũng từng ngồi lên chiếc ghế hạng nhất, nhưng đã bị anh Magnus đánh bại và cướp đi chức vị gia chủ. Hiện giờ lại biến thành tiểu nhân chỉ biết lấy ta ra để chút giận. Nghĩ kỹ thì ngươi cũng đáng thương. Lúc này Âu Sơ nguy hiểm nheo mắt lại. Khí thế mạnh mẽ làm thiếu niên sợ hãi khó tả. Đồ phế vật kia ngươi đang khiêu khích ta à? Không đợi cậu ta nói tiếp. Âu Sơ đã nở nụ cười, nếu như đã nhận được quà của ngươi thì ta cũng nên đáp lễ nhỉ cô bé vừa dứt lời hầu gái liền lấy xúc đổ lên đầu thiếu niên âu sơ tiếp tục hỏi ngươi có thích món quà này của ta không tất cả mọi người đều kinh ngạc trước khung cảnh trước mắt bọn họ không hiểu vì sao hầu gái lại nghe lệnh âu sơ còn thiếu niên thì giận dữ chỉ trích hầu gái tiếc là bọn họ chỉ bình tĩnh đáp lại lời nói của thiếu gia không thể làm tổn thương bất cứ ai bởi vì những đứa trẻ chưa thức tỉnh đều ở cùng một cấp không có sự đồng ý của gia chủ ngài không thể trừng phạt tiểu thư. Lời của ngài sẽ bị coi là khiêu khích quyền uy của gia chủ. Vậy là nỗi nhục hôm nay cậu ta chỉ có thể tự chịu đựng. Sự sợ hãi với gia quy khiến cho thiếu niên chỉ có thể giận dữ quay về chỗ ngồi. Nhưng Âu Sơ không dễ dàng bỏ qua cho cậu ta. Một chút náo loại không chỉ hoãn được bao lâu. Cô bé tiếp tục lên tiếng thêm dầu vào lửa. Anh Belette anh đang tức giận gì thế? Một người ngay cả vị trí số một cũng là giản dựng lại dám ở trước mặt mọi người dương dương tự đắc. Phu nhân chỉ vì bảo vệ mặt mũi của ngươi, nên mỗi lần đều âm thầm sắp xếp vị trí đứng đầu. Nghĩ kỹ thì chị Ella thật đáng thương, rõ ràng cố gắng như thế lại chỉ có thể ở vị trí số 2000 năm. Thiếu nữ tóc tím nghe vậy cảm thấy như sét đánh ngang tai. Cô ta nhanh chóng tranh cãi với anh trai. Nhất thời khung cảnh trong phòng ăn trở nên náo loạn. Âu Sơ biết cơ hội của cô bé tới rồi. Sau khi làm xong những chuyện kia, Âu Sơ bước về phía cửa sổ, khi cánh cửa được mở ra tầm mắt của mọi người đều hướng về phía cô bé âu sơ cong môi cười trong giây lát những đóa hỏa lửa nở bung xung quanh cô bé lúc này bên tai mọi người vang lên giọng nói của ác ma nếu như không muốn bị thiêu chết thì ngoan ngoãn ở trong phòng dứt lời âu sơ liền nhảy từ cửa sổ ra bên ngoài cô bé hiểu rõ người của tứ đại gia tộc đang ở trong rừng cây vậy nên a cũng đang ở đó vào lúc âu sơ định chạy tới đó máu mũi liền chảy ra xem ra chuyện sử dụng dị năng vẫn quá miễn cưỡng hiện giờ năng lực của cô bé quá yếu âu sơ không cam tâm cứ vậy mà bỏ cuộc hơn nữa nếu còn không phản kháng thì mọi thứ ở kiếp trước sẽ lặp lại trong lúc mơ màng âu sơ như quay về khi còn nhỏ xíu trong một lần bị té ngã mẹ dịu dàng ôm lấy âu sơ một bên an ủi một bên nói cho âu sơ biết con phải nhớ kỹ càng đau đớn thì phải càng kiên cường sau này nếu mẹ không còn ở bên cạnh con nữa thì con cũng đừng sợ hãi con là đứa trẻ của gia tộc Hoa Nhân. Dù cho hiện tại con chưa thức tỉnh dị năng, thì thân phận vẫn vô cùng tôn quý. Hơn nữa mẹ cũng đã đính hôn cho con với một đứa trẻ của gia tộc sao? Đứa bé kia là con trai bạn tốt của mẹ. Mẹ tin rằng khi hai con ở bên cạnh nhau thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Sau đó, mẹ của Âu Sơ liền rời khỏi thế gian. Vậy nên, hiện giờ không phải lúc chấp nhận số phận, lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc. Trong đám đông xuất hiện người mà Âu Sơ muốn tìm. Cô bé chỉ cần chạy tới đó liền có thể trông thấy Avid. Hiện giờ bọn họ cần một cơ hội để ở riêng bên nhau. Thấy Avid có chút bất đồng quan điểm với các quý tiểu thư khác, và có ý định rời đi. Âu Sơ liền biết hiện tại cần nhanh chóng tìm cơ hội gặp mặt anh. Thứ duy nhất Âu Sơ có thể dùng lúc này chỉ có đóa hoa lửa của cô bé. Vậy là Âu Sơ thôi thúc hạt giống trên ngón tay. Một đóa hoa rực rỡ chậm chậm mọc lan theo chân bàn. Loài hoa chói mắt nhanh chóng bao lấy cả chiến bàn nhóm quý tộc cũng bị dọa cho hoàng hồn chạy tán loạn khắp nơi. Âu sơ biết cơ hội của cô bé tới rồi. Cô bé cố chống đỡ thân thể mệt mỏi chạy về phía trước. Âu sơ hồn hển gọi tên Avid. Nào ngờ chính vào lúc này lại gặp phải thị vệ mà anh trai phải tới. Âu sơ bị dọa sợ vội vàng núp sau một gốc cây lớn. Nếu như bị bắt thì cô bé liền kêu tùng. Vào lúc Âu sơ chuẩn bị đổi nơi trốn, lại bất cẩn dẫm phải một nhánh cây khô. Âm thanh này thu hút sự chú ý của thị vệ. Âu Sơ bị dọa sợ vội vàng che miệng lại. Trong lòng cầu nguyện đối phương sẽ không phát hiện ra cô bé. Tiếc là thị vệ như có con mắt nhìn xuyên thấu. Bọn họ từng bước tiến lại gần Âu Sơ. Hiện giờ cũng không kịp trốn nữa rồi, nghĩ tới Avid. Âu Sơ tiếc nuối. Lẽ nào ông trời không cho bọn họ gặp được nhau sao? Thì bình rất nhanh đã tới nơi Âu Sơ trốn. Nhưng kỳ lạ là không có bất cứ ai ở đây. Thị vệ cảm thấy khó hiểu, rõ ràng nghe thấy tiếng động truyền tới từ đây mà. Lúc này, âu sơ hồi hộp ngồi trên ngọn cây cô bé cũng ngạc nhiên không biết vì sao bản thân có thể leo lên trên này giây tiếp theo âu sơ kinh ngạc phát hiện trong cơ thể cô bé vẫn ẩn chứa sức mạnh của cây thần giúp cho âu sơ và thực vật có thể hiểu nhau hơn nữa thực vật còn giúp đỡ âu sơ hành động thật may nhờ có những ngày tháng dung hòa một thể với cây thần nên hiện giờ âu sơ không còn sợ cao nữa nếu không chắc chắn cô bé sẽ ngã mất tiếc là hiện giờ âu sơ đã không còn trông thấy avid nữa rồi Ưu tiên hàng đầu lúc này là tìm được hành tung của anh ấy. Âu sơ hướng mắt nhìn bốn phía, chỉ có điều rừng cây quá rộng lớn, Âu sơ không thể tìm được người mà cô bé muốn tìm. Thấy trời sắp tối, Âu sơ liền sử dụng dị năng. Kiến hoa lửa nở kín thân cây, sau đó lan ra các cây xung quanh. Bao bọc lấy Âu sơ, bởi vì dùng quá nhiều dị năng nên Âu sơ bị phản phệ. Cành cây lo lắng xà xuống bên cạnh Âu sơ. Dù cho Âu sơ an ủi nó rằng bản thân rất ổn, nhưng nội tâm thầm cầu mong xin avid mau tìm tới đây đi cô bé có dị năng tạo ra hoa lửa dùng hết sức chạy trốn ra ngoài chỉ để tìm được người đã giải thoát cho bản thân kiếp trước nhưng anh trai sau khi trông thấy ánh lửa trong rừng để ngăn cản em gái phát triển lại bị ổi hạ lệnh nhốt em gái lại chuẩn bị làm lễ hiến tế cho cây thần để bảo vệ vị trí gia chủ của hắn ta cùng lúc đó cô bé đang ở trong rừng cây đợi vị hôn phu của mình lại bị một cơn gió thổi tới làm mất thăng bằng âu sơ yếu ớt chỉ có thể hoảng hốt nhắm chặt mắt nhưng cơn đau trong tưởng tượng không hề xuất hiện cơ thể âu sơ nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung một thiếu niên che mắt ngược sáng từng bước tiến lại gần giây tiếp theo âu sơ liền rơi vào cái ôm quen thuộc xa cách một kiếp cuối cùng hai người lại lần nữa gặp mặt rồi mặc dù nghi hoặc không biết vì sao cô bé lại xuất hiện trên cây nhưng avid vẫn giữ chặt âu sơ không buông tay trái tim nhỏ của âu sơ cũng không hiểu vì sao đập loạn cô bé không biết phải giới thiệu bản thân như thế nào càng sợ sẽ không có được sự tin tưởng của thiếu niên avid lại rất bình tĩnh lên tiếng vị hôn thê của tôi đang diễn thích khách à âu sơ kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên khi nhận ra bản thân còn đang được avid ôm trong lòng gương mặt âu sơ lập tức đỏ bừng cô bé bối rối thoát khỏi cái ôm của avid sau đó cố gắng giới thiệu mục đích của bản thân một cách ngắn gọn nhất tôi biết anh muốn phá hủy cây thần nhưng hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp âu sơ đảm bảo trong vòng một năm cô bé sẽ chia sẻ toàn bộ tin tức cho avid đổi lại âu sơ muốn avid dùng chuyện hôn ước của hai người để đưa cô bé đi trong ánh mắt mong chờ của âu sơ thiếu niên lại chỉ về phía bông hoa lửa đỏ rực bên cạnh hỏi âu sơ có thể để bông hoa nở ở gần mặt không bởi vì chỉ có như vậy tôi mới có thể thấy rõ em lúc này âu sơ mới phát hiện thì ra avid không nhìn thấy cô bé còn tưởng rằng tấm vải che mắt kia chỉ là đồ trang sức âu sơ lo lắng hỏi mắt của avid làm sao vậy thiếu niên cảm thấy buồn cười đáp em không biết à mỗi đứa trẻ sinh ra trong gia tộc sao đều phải gánh trên người lời nguyền nghiêm trọng nội dung lời nguyền cũng không giống nhau thật đáng tiếc trên người ta có bốn lời nguyền tạo ra một lịch sử mới cho gia tộc còn về đôi mắt từ khi sinh ra avid đã mất đi ánh sáng cơ thể cũng vì vậy mà đau đớn thổ huyết những sinh vật sống đều sợ anh một cách kỳ lạ người trong gia tộc đều nói avid máu lạnh vô tình sau cùng avid hướng về phía âu sơ hỏi vậy nên em cũng sợ ta sao mặc dù avid dùng thái độ bình thản để nói ra những điều không may mắn của bản thân nhưng âu sơ vẫn nhận ra anh đang căng thẳng rõ ràng đôi mắt của avid ở kiếp trước vẫn ổn lẽ nào lời nguyền thứ bốn là vì chặt gãy cây thần ư lời nguyền đó người vốn dĩ phải gánh chịu là cô bé âu sơ cố gắng nhẫn nhịn không rơi nước mắt để huy động dị năng sau đó hoa lửa như dây leo dần dần mọc ra trong ánh sáng avid có thể trông thấy gương mặt nhỏ mà bản thân thấy trong giấc mơ Giây tiếp theo, anh liền dùng sức kéo Âu Sơ lại gần. Cuối cùng bọn họ cũng được gặp lại rồi. Nước mắt từ trong lớp che mặt chảy dài. Lúc này, trong lòng Âu Sơ tràn ngập hoài nghi. Kiếp này bọn họ chưa từng gặp gỡ, lẽ nào Á Vít cũng sống lại sao? Âu Sơ còn chưa kịp hỏi thì lính canh của anh trai đã đuổi tới. Thiếu niên lập tức bảo vệ Âu Sơ sau lưng. Anh lên tiếng nhắc nhở. Từ giây phút này trở đi, em phải nắm chặt lấy tay của ta có biết không, Lucy? Âu Sơ kinh ngạc, đây là đang gọi mình sao? Avit cười nhẹ, đúng vậy đây là cách xưng hô dành riêng cho hai ta. Lúc này, lính canh đã bao vây lấy cả hai. Trong phòng khách, Magnus kiêu ngạo nhìn về phía bọn họ. Hắn không tin đứa em gái nhát gan kia dám gây chuyện. Vậy nên chắc chắn do tên nhọc thúi này tác oai tác quái. Thân người thừa kế của gia tộc sao mà lại quên mất lễ nghi cơ bản của việc làm khách. Người nói xem ta nên trừng phạt đứa trẻ không nghe lời như thế nào đây. Giọng nói mang đầy sát khí làm Âu Sơ lo lắng nhìn về phía Avit chắc chắn sau khi anh trai phát hiện Âu Sơ thức tỉnh dị năng, liền muốn tiêu diệt người sẽ đe dọa đến hắn ta trong tương lai. Lát nữa rất có thể sẽ tạo ra hoa ăn thịt người để tấn công bọn họ. Vào lúc Âu Sơ đang nghĩ cách thoát thân, Vít lại như không thấy sự khinh thường của Magnus. Bình tĩnh đáp lại, hôm nay tôi tới đây vì vị hôn thê của mình. Theo những gì tôi được biết thì cuộc sống của em ấy ở nơi đây chẳng mấy tốt đẹp. Vậy nên hôm nay tôi bắt buộc phải dẫn em ấy rời đi. Giọng điệu khiêu khích này làm Magnus có vài phần sững sờ, sau đó giận dữ tới run lên. Em gái đính hôn, anh trai liền phát điên. Bởi vì hắn ta có tính chiếm hữu đến biến thái với em gái. Đối diện với phát ngôn gay gắt của hai người. Âu sơ lúc này không biết phải bày tỏ sự hoảng loạn trong lòng như thế nào. Tiếc là thiếu niên bên cạnh lại như không cảm nhận được. Anh nắm lấy bàn tay của Âu sơ. Nâng lên trước mặt Magnus như bày tỏ quyết tâm của mình. Nhìn đối phương căn bản không thèm chú ý tới thân phận gia chủ hoa nhân của mình hắn ta lập tức huy động dị năng hoa ăn thịt có sức mạnh to lớn. Lại không ngờ tới người bị ấn xuống đất không thể phát ngôn lại chính là hắn ta. Trong không khí tràn ngập mùi thực vật bị thiêu đốt, bị đối phương đè ép đến mức không thể phản kháng, Magnus vẫn không dám tin bản thân bị đánh bại, nhìn thiếu niên vẫn ưu nhã uống trà đối diện. Hắn nhếch nhác giống như một trò cười, và vít nhấp một ngụm trà trào phúng. Đương nhiên người của gia tộc sao đều là những người hiểu lễ nghĩa. Vậy nên tôi có lý do của riêng mình khi dẫn vị hôn thê của mình đi. Nói xong quản gia liền đem hôn ước được phụ huynh hai nhà ký kết ra. Nhìn chữ ký của mẹ được lưu lại trên giấy, Magnus vẫn không cam lòng thả em gái đi. Nghĩ tới ưu thế thân phận của mình, hắn bắt đầu không chút khách sáo mà xem thường người giám hộ tương lai của Âu Sơ. Ta không cho rằng một tên mù như ngươi có thể chăm sóc tốt cho nó. Vào lúc hắn chuẩn bị nói thì gì đó, thì liền phát hiện cơ thể của bản thân như bị xiềng xích. Chỉ thấy Avid mím môi, nhẹ nhàng nâng ngón tay. Cả người Magnus như bị một bàn tay vô hình đè xuống bàn. Avid dùng sức mạnh tuyệt đối để chứng minh ở đây ai mới là người có quyền lên tiếng. Âu Sơ ngồi bên cạnh không dám tin mở to hai mắt. Lúc này, thiếu niên cũng ưu nhã đứng lên, bình thản bước tới trước mặt anh vợ tương lai, nhẹ nhàng vỗ vai của hắn ta, sau đó thì thầm vài lời bên tai đối phương. Lúc này, Âu Sơ liền thấy sắc mặt Magnus trắng bệch, cặp mắt ngạo mạn viết rõ hai từ sợ hãi, giống như vừa bị ném xuống địa ngục vậy. Âu Sơ không ngờ tới ở giai đoạn này Avid đã đáng sợ đến mức này rồi. Vậy nên ở kiếp trước anh chỉ là không tìm thấy vị trí của cây thần. Hiện giờ có những tin tức của cô bé, có lẽ thảm cảnh kiếp trước sẽ không xảy ra, còn lời nguyện trên người Avid có phải cũng sẽ biến mất không? Lúc này, một bàn tay vươn tới. Quản gia nở nụ cười đưa ra lời mời. Dù anh trai còn ở bên cạnh dùng ánh mắt hung ác nhìn về phía này, thì Âu Sơ cũng chẳng hề sợ hãi. Sau khi nhóm người thuận lợi rời khỏi gia tộc Hoa Nhân, Âu Sơ vẫn có vài phần hoảng hốt, thậm chí còn nghi ngờ bản thân đang nằm mơ. Cô bé thực sự thoát khỏi gia đình như địa ngục đó rồi sao? Avid đi phía trước như cảm nhận được lo lắng trong lòng Âu Sơ. Anh xoay người đưa tay về phía Âu Sơ. Ta sẽ dùng sinh mệnh để bảo vệ em. Sau khi bình tĩnh lại, Âu Sơ quyết định vẫn nên thực hiện lời hứa trước đó của bản thân. Trong thời gian hòa làm một thể với cây thần, cô bé học được bảy loại ngôn ngữ, từ đó biết được cách mỗi quốc gia được thành lập. Lịch sử bị xóa đi ra sao? tài sản của đế quốc từ đâu mà tới cùng với cách tập hợp người tài. Vào lúc Âu Sơ bày tỏ giá trị của bản thân với Avid, lại bị thiếu niên nhắc nhở, Lucy em nên tập trung vào đồ ăn trước mặt, nếu không sẽ làm hỏng hương vị tốt đẹp này. Nghe những lời dỗ trẻ con này của Avid, Âu Sơ hết cách cầm dĩa lên. Sau khi nhìn ngắm một hồi, sau cùng cô bé lại đặt nĩa xuống. Thiếu niên nghi hoặc hỏi lẽ nào em không thích bánh kem sao? Âu Sơ đáp cũng không phải. Chỉ là cô bé không biết nên bắt đầu ăn từ đâu. Âu Sơ cũng chỉ mới làm người được vài ngày, trước đây khi bị trói buộc với cây thần Âu Sơ còn quên mất cảm giác đói. Avit cảm thấy khó tin vì có người giống với anh, vô cùng lạ lẫm với cảm giác được làm người. Anh mỉm cười kêu Âu Sơ ngồi lại gần mình. Nếu như em có thể tạo ra một bông hoa lửa trên mặt bàn, thì ta sẽ dạy cho em cách cắt bánh kem và thưởng thức nó. Dưới sự soi sáng của hoa lửa, Avit nghiêm túc dạy cho Âu Sơ cách thưởng thức bánh còn Âu Sơ, thì nghi hoặc không hiểu vì sao người khác chạm vào hoa lửa không bị thương, còn cô bé chạm vào lại bị bỏng. Avid nhận ra Âu Sơ mất tập trung. Anh chỉ đành cắt xuống một miếng bánh, đưa tới bên miệng Âu Sơ, thấy Avid kiên trì muốn đút, Âu Sơ chỉ có thể há miệng ăn hết bánh. Miếng bánh vừa được bỏ vào miệng, hai mắt Âu Sơ liền sáng bừng. Cảm giác ngọt ngào cũng lan ra khắp người. Thấy vậy Avit có chút dững người. Vị hôn thê của anh đúng là một đứa trẻ đáng yêu. Quản gia ở bên cạnh thấy vậy cũng mỉm cười vui vẻ. Nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên ông thấy thiếu chủ dịu dàng đến thế. Quản gia ho nhẹ một tiếng cắt ngang bầu không khí ngọt ngào của hai người. Quản gia lấy hiệp ước kết hôn đã chuẩn bị xong xuôi ra. Đây là lời thề của gia tộc sao? Khi nhìn thấy điều khoản bên trong điều bảo vệ mình, thì trái tim treo lơ lửng của Âu Sơ cuối cùng cũng được thả lỏng. Hai người cùng ký hiệp ước. Dù vẫn còn sợ hãi về cuộc sống trong tương lai, nhưng Âu Sơ cảm thấy ít nhất cô bé còn có Avid ở bên cạnh. Màn đêm buông xuống, Âu Sơ cứ thế bình yên ngủ thiếp đi bên cạnh Avid, cảm nhận được hơi ấm cơ thể của Âu Sơ. Avid vô thức cong môi cười. Dù không nhìn thấy thì anh vẫn có thể cảm nhận được bộ dạng đáng yêu của cô bé. Quản giả cảm thấy khá bất ngờ về lựa chọn này của thiếu chủ. Từ trước đến nay, Magnus không chỉ là kẻ trục lợi và vô liêm sỉ, mà toàn bộ gia tộc hoa nhân đều mang tiếng xấu. Hơn nữa mục đích tham gia lễ hội mùa xuân lần này của thiếu chủ là để giải trừ hôn ước. Nhưng hiện giờ thiếu chủ không những đưa người về nhà, còn ký hiệp ước hôn nhân không bình đẳng với đối phương. Avid nhìn về phía đóa hoa lửa trước mặt, Nhớ về cặp mắt sáng như sao khi hai người lần đầu gặp gỡ và ngọn lửa rực cháy bao quanh cô bé ấy, tất cả đều là cho Âu Sơ rực rỡ không gì sánh bằng. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời, Avit trông thấy thế giới muôn màu, đứa trẻ cho anh ánh sáng, cũng chính là người mà ông trời sắp đặt cho anh. Quản gia khi biết mọi chuyện cũng vô cùng kinh ngạc. Ông không ngờ loài hoa này lại có thể khiến thiếu chủ khôi phục ánh sáng, cũng tức là nói tiểu thư Âu Sơ có thể giải trừ lời nguyền. Dù chỉ là sự khôi phục trong chốc lát, nếu như dị năng của Âu Sơ mạnh lên, thì toàn bộ lời nguyền của thiếu chủ đều có thể xóa bỏ. Quản gia gạt đi nước mắt hướng về phía Avid đảm bảo. Ông sẽ dùng hết khả năng bảo vệ tốt cho tiểu thư Âu Sơ. Avid vươn tay chọc chọc gương núm nính của Âu Sơ. Nụ cười trên môi càng lúc càng sâu. Người duy nhất không sợ hãi mà còn muốn thân cận với anh. Giúp cho người thiếu thốn tình cảm như anh phát hiện ra, thì ra trên thế gian này vẫn còn ánh sáng. Anh hy vọng Âu Sơ sẽ ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ có thể ở bên cạnh anh mãi mãi. Chính vào lúc này cánh cửa phòng được mở ra. Người đến là gia chủ đương nhiệm của gia tộc sao? Ông tò mò nhìn một vòng hai đứa trẻ trong phòng khách. Mặc dù biết con trai đưa con dâu tương lai về, nhưng ông không ngờ con trai bằng lòng để người khác ngủ trên đùi, hơn nữa nghe nói đứa trẻ kia không hề đơn giản, không chỉ đại náo bữa tiệc mùa xuân của gia tộc Hoa, mà còn có thể tạo ra hoa lửa, vậy nên người đàn ông mới tò mò đi tới đây. Ông muốn xem con dâu tương lai trông như thế nào thậm chí còn trực tiếp bỏ qua sắc mặt không muốn của con trai thấy cha vẫn tiến lại gần avit chỉ đành thấp giọng nhắc nhở Nếu như không phải để tâm tới Âu sơ đang ngủ say bên cạnh thì anh không ngại trực tiếp đại nghĩa diệt thân lúc này người đàn ông cũng biết không thể tiếp tục nhảy nhót ở giới hạn của con trai chỉ đành hòa hoãn gãy đầu xem ra đứa nhỏ này đã có được trái tim con trai của ông rồi quả nhiên con trai lớn rồi không thể giữ lại chỉ có thể căm dặn avit chăm sóc tốt cho Âu sơ rồi đi nhớ tới những tin tức mà thuộc hạ gửi tới người đàn ông biết cuộc sống ở gia tộc hoa nhân của âu sơ chẳng dễ dàng gì nhưng hiện giờ cô bé có thể mua chục người hầu bắt nạt trai trai còn che giấu chuyện đã thức tỉnh dị năng đứa con trai thúi này của ông thực sự nhặt được kho báu rồi nói không chứng có thể trở thành gia chủ đời tiếp theo của nơi này nghĩ đến đây người đàn ông liền vô cùng hy vọng ngày bản thân được nghỉ hưu nghĩ đến bộ dạng gầy gò của con dâu để sớm ngày thoát khỏi cuộc sống khổ cực hiện tại Người đàn ông quyết định đi bắt một con cá đem về bồi bồ của Âu Sơ. Phía bên này, Âu Sơ đang ngủ say lại gặp ác mộng. Vậy nên khi ngày hôm sau đến cô bé vẫn không chịu tỉnh lại, cô bé sợ lại phải trở về căn nhà đáng ghét kia. Lúc này, bên tai vang lè anh tiếng cười trêu chọc của Vít. Nếu đã tỉnh rồi thì không cần giả vờ ngủ nữa. Sắp đến giờ dùng bữa sáng rồi mau dậy đi. Âu Sơ kinh ngạc, bản thân ngủ lâu vậy rồi sao? Ngày đầu ở nhà vị hôn phu đã ngủ quá giờ thật là thất lễ thiếu niên như nhìn thấy suy tư của cô bé anh lên tiếng nhắc nhở cơ thể em còn yếu quá nhớ nằm đó ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi ta kêu người đưa đồ ăn vào phòng đợi ăn xong lại để bác sĩ khám bệnh còn có bọn họ là hầu gái sẽ chăm sóc em sau này em cần làm quen với bọn họ một chút thấy đối phương đã sắp xếp vô cùng ổn thỏa cho mình âu sơ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên giường cô bé không hề hay biết gia tộc sao lúc này đang vô cùng náo loạn vì tin đồn thiếu chủ dùng vũ lực cướp thiếu nữ nhà lành trở về Bên trong phòng, sau khi giới thiệu xong tên tuổi của bản thân, nhóm hầu gái bắt đầu hứng khởi sửa soạn cho Âu Sơ. Bọn họ trải chuốt mái tóc dài như ánh mặt trời, không nhịn được cảm thán tiểu thư thật xinh đẹp, nghe được những từ ngữ để miêu tả trẻ nhỏ này, Âu Sơ vội vàng giải thích bản thân đã 13 tuổi rồi, đã là một thiếu nữ. Mọi người đều kinh ngạc về tuổi tác khác biệt hoàn toàn với vóc dáng và cân nặng của Âu Sơ. Đứa nhỏ gầy gò thế này nhiều nhất cũng chỉ mới 9 tuổi âu sơ hiểu rõ cô bé có thể sống sót ở gia tộc hoa nhân đã là may mắn rồi lúc này hầu gái đưa gương tới muốn âu sơ xem thử có hài lòng không nhìn bộ đồ được chuẩn bị kỹ càng âu sơ vui vô cùng đây là lần đầu tiên có người đối xử tốt với cô bé như vậy cô bé bắt đầu trải nghiệm cuộc sống mới ở ngôi nhà mới này lát nữa nhất định phải cảm ơn avid đồng thời âu sơ nhắc nhở bản thân phải trân trọng hạnh phúc không dễ dàng có được này nhưng vào giây phút âu sơ mở cánh cửa nhà ăn ra lại ngạc nhiên phát hiện bầu không khí tối tăm đè ép mọi người. Thì ra vào ngày Âu Sơ đến gia đình mới này, tất cả mọi người trong phủ đều đồn đại vị hôn thê của thiếu gia được bắt chói đem về, bởi vì đâu có ai lại muốn kết hôn với người đáng sợ như vậy. Có khi nào gia chủ phu nhân tương lai cũng là một người đáng sợ, nói không chừng chỉ cần đồ ăn không hợp khẩu vị cũng nổi trận lôi đình. Vậy nên mới có khung cảnh mọi người run rẩy lúc này. Sau khi giới thiệu những món ăn hôm nay cho Âu Sơ xong, nhóm hầu gái hốt hoảng lùi lại phía sau giống như đang đợi lời phán tội của tử thần khi âu sơ nâng thìa súp lên trái tim của mọi người như vọt lên cổ giây tiếp theo hai mắt âu sơ hạnh phúc mở lớn cảm thán thật sự rất ngon ánh sáng chói mắt đó làm hầu gái không mở nổi mắt thì ra tiểu thư lucy đáng yêu như vậy a vít cũng như nơi không người chủ động đút cho âu sơ ăn tất cả mọi người đều kinh ngạc tới há hốc mồm đây vẫn là vị thiếu ra máu lạnh vô tình đó sao a lúc này đang chìm trong sự đáng yêu của vị hôn thê vào giây phút này, mọi người đều hiểu chỉ cần tiểu thư còn ở đây, thì bọn họ không phải tiếp tục sợ hãi nữa, vậy là cả nhóm người nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm về phía Âu Sơ. Bộ dạng của bọn họ giống như cô bé vừa làm gì đó to tát cống hiến cho gia tộc vậy. Điều này làm Âu Sơ không nhịn được đỏ mặt. Vậy là Âu Sơ liền đề xuất muốn chủ động làm gì đó vì gia tộc. Dù sao hiện tại cô bé cũng nắm được mọi chuyện từ xưa đến nay, còn nắm trong tay mạng lưới tình báo rộng khắp. Âu Sơ mong chờ nhìn về phía thiếu niên Avid chỉ nghiêm túc nhướng mày, lần nữa cường điệu chuyện hiện giờ điều duy nhất Âu Sơ cần làm là nghỉ ngơi cho khỏe, nghe vậy Âu Sơ chỉ có thể buồn bã gật đầu. Cô bé lo lắng nghĩ, hiện giờ Avit làm gì cũng không tiện, trái ngược hoàn toàn với thiếu niên chí khí ngất trời kiếp trước. Người như anh không nên bị lời nguyền cuốn thân. Tiếc là dù bản thân Âu Sơ nắm được tình báo trong thiên hạ, thì vẫn không biết cách để giải trừ lời nguyền. Vậy là sau khi Avit nói phải quay về thư phòng để xử lý công việc, Âu Sơ lập tức đưa ra mong muốn bản thân cũng muốn tham gia cùng. Mặc dù không giúp được gì nhưng ít nhất có thể giúp Avid bớt cô đơn. Thiếu niên nghe vậy liền lệnh quản gia chuẩn bị bàn ghế cho Âu Sơ. Sau đó anh tiến tới bên cạnh Âu Sơ mời cô bé ra ngoài đi dạo với mình. Lúc này, Âu Sơ cũng đưa ra thỉnh cầu. Âu Sơ vươn bàn tay ngắn ngủn của bản thân ra. Hỏi Avid có muốn nắm tay không? Sau cùng có chút ngượng ngùng cúi đầu. Mặc dù yêu cầu này có hơi xấu hổ, nhưng Âu Sơ vẫn muốn nắm tay thiếu niên dịu dàng này. Cô bé mong bản thân có thể trở thành đôi mắt của anh. Thiếu niên nở nụ cười, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Âu Sơ. Vui vẻ bày tỏ, "Nếu như em có thể giúp tôi, thì tôi sẽ rất biết ơn." Trái tim Âu Sơ đập thình thịch liên hồi, trong đầu cũng một mảng trống rỗng, chỉ có thể đi theo bước chân chậm rãi mà kiên định của đối phương tiến về phía trước. Có một người dịu dàng vậy ở bên cạnh, tương lai chắc hẳn sẽ hạnh phúc đi. Lúc này, Avid đột nhiên lên tiếng vườn hoa của nơi này có lẽ không giống với phía đông. Âu Sơ còn đang chìm đắm trong bầu không khí vừa rồi, nên hào hứng bày tỏ cô tin rằng cả hai đều đẹp như nhau. Hầu gái giúp hai người mở cánh cửa vườn hoa. Cơn gió xuân ấm áp chạm vào gương mặt Âu Sơ. Làm Âu Sơ vô cùng mong chờ được trông thấy cảnh đẹp bên ngoài. Nào ngờ giây tiếp theo, Âu Sơ liền bị khung cảnh trước mặt làm so sững sờ. Đây rõ ràng là một khu vườn hoang tàn. Bên tai không nhịn được mà vang lên âm thanh quạc 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 âu sơ không nhịn được toát mồ hôi lạnh a vít cũng cảm nhận được sự kinh ngạc của cô bé anh dùng những lời hầu gái nói để giải thích cho âu sơ biết rằng buổi tối nơi này sẽ đẹp hơn âu sơ kinh ngạc một giây rồi thầm nhủ có lẽ đây là một lời nói dối mang ý tốt nhưng khi nghĩ tới cặp mắt của thiếu niên âu sơ liền biết bản thân không thể tạo ra hoa lửa ở nơi này rồi nếu không khi a vít trông thấy khung cảnh hoang tàn này chắc hẳn anh cũng sẽ buồn đi chính vào lúc này trong không khí truyền tới cảm giác ẩm ướt Âu Sơ bước thêm vài bước liền trông thấy mặt biển rộng lớn. Âu Sơ lập tức hiểu ra nguyên nhân cây cối nơi này khô héo. Thì ra thực vật chết là do nước biển. Âu Sơ có chút đồng tình nhìn về phía cây cỏ xung quanh. Có lẽ cô có thể tu chỉnh lại cho khu vườn này. Con như là một chút bất ngờ nho nhỏ dành cho Avid đi. Nào ngờ đề xuất này lại bị đối phương từ chối. Avid dịu dàng giải thích chỉ cần thân thể của em khỏe lại, thì em muốn làm gì cũng được. Dù sao nơi này cũng chính là nhà của em, không phải sao vậy nên em không cần hỏi ý kiến của bất cứ ai. Lời nói ấm áp này làm hai mắt Âu Sơ ơn ướt. Dù cố gắng kìm nén nhưng sau cùng nước mắt vẫn chảy dài. A Vít ngồi xuống bên cạnh an ủi Âu Sơ cứ phát tiết ra ngoài. Yên tâm sẽ không ai nhìn thấy đâu. Chỉ có điều sau khi khóc xong, từ ngày mai trở đi mỗi ngày em đều phải vui vẻ nở nụ cười mới được. Lời nói đầy tình yêu thương này làm Âu Sơ tin tưởng vào tương lai tươi sáng của bọn họ. Đợi đến khi Âu Sơ triệt để bình tĩnh lại. Hai người đã cùng tới thư phòng rồi. Phía bên này Avid bắt đầu xử lý công việc, phía bên kia quản gia đen tới bánh kem thơm ngon cho Âu Sơ. Lúc này Âu Sơ mới phát hiện chỗ ngồi của hai người cách nhau khá gần, cô bé lo lắng không biết bản thân có làm phiền tới quá trình làm việc của đối phương hay không. Hơn nữa so sánh chỗ ngồi thì hình như bên phía Âu Sơ có hơi xa hoa. Thấy Âu Sơ thất thần, Avid còn tưởng rằng bánh kem không hợp khẩu vị của cô bé. Nhưng sau khi nghe được lo lắng trong lòng vị hôn thê, Avid trêu đùa nói rằng sau này đây cũng chính là phòng làm việc của em. Em có thể xem mọi tài liệu ở đây." Dứt lời anh lại dặn dò quản gia mỗi văn kiện chuẩn bị hai bản. Lúc này, quản gia báo cho A Vít chuyện nhiếp chính vương lệnh bọn họ tiến cung chào hỏi. Hơn nữa còn bày tỏ nếu hai vị đồng ý thì không phải tới vào ba lần lễ vâng lời tiếp theo. Nếu so sánh giữa hai điều kiện này thì ai cũng biết phải lựa chọn bên nào, bởi vì ngày lễ vâng lời cả gia chủ và người thừa kế đều phải tham gia, còn bắt buộc phải quỳ gối trước mặt hoàng đế và tuyên thệ trung thành. Hiện giờ đế quốc do hoàng đế nhỏ đứng đầu, nhưng người nắm mọi quyền lực trong tay là nhiếp chính vương. Nhiếp chính vương là em gái của hoàng hậu quá cố. Tiên vương đã cưới cả hai chị em. Không may là, anh trai của Âu Sơ, Magnus hiện tại là tình nhân của nhiếp chính vương. Nhờ có chỗ dựa này, hắn ta tác quái tác quái khắp nơi. Vì tương lai của cô bé và Avid, hiện giờ phải ngăn cản Magnus mới được. Tuyệt đối không thể để hắn ta biến đường công thành tư nhân hóa, biến dị tộc thành nô lệ, hay là ngược đãi trẻ mồ côi với danh nghĩa nuôi dưỡng gần đây là sự kiện hạn hán ở hox âu sơ biết rõ đây là tội ác do anh trai làm ra lần này cô bé phải lợi dụng tin tức thu được giúp avid vậy là âu sơ đề nghị muốn được xem văn kiện kia sau đó tự tin bày tỏ có thể giúp avid chuyện này cô bé này có năng lực trò chuyện cùng cây cối chỉ vài câu nói ngắn ngủi đã làm tất cả mọi người phải kinh ngạc vào lúc avid còn đang nhăn mày suy nghĩ về hạn hán ở hox âu sơ liền biết tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh trai bởi vì hox thuộc khu tự trị phía nam của đế quốc mặc dù nằm liền kề với lãnh địa của gia tộc utesia nhưng nơi này không có lãnh chủ là vùng trung lập giữa nhiều thế lực lần hạn hán này bọn họ cũng từng tự giải quyết nhưng chuyện nước trong sa mạc đột nhiên bốc hơi toàn bộ không rõ nguyên do làm bọn họ không thể không cầu cứu avid nếu hox gặp vấn đề thì toàn bộ giao thông khu vực phía nam sẽ tê liệt nhưng ngoài vài manh mối giải rác người gia tộc sao không tìm được bất cứ đầu mối quan trọng nào âu sơ thì khác cô bé nắm được đầu đuôi sự việc vậy là âu sơ nhìn vào văn kiện chỉ ra nguyên nhân hạn hán cô bé nói cho avid biết tất cả chuyện này đều bắt nguồn từ sự tồn tại của loài hoa lưu ly loại thực vật này có thể hút rất nhiều nước và giữ chúng bên trong cây chỉ cần phái người tới sa mạc xem thử xem có loài hoa này hay không là được đương nhiên loại thực vật đặc biệt như vậy sẽ không đột nhiên xuất hiện ở sa mạc chỉ có người có thể điều khiển thực vật thuộc gia tộc hoa nhân mới có thể làm được vậy nên bên cạnh việc tìm hoa lưu ly thì cũng phải tìm rax and nói xong cô bé bắt đầu miêu tả tỉ mỉ trên giấy người kia có mái tóc màu xanh dương làn da trắng nhợt nhạt có mặt cặp mắt âm u được giấu trong áo choàng y là tâm phúc của Magnus, cũng là người duy nhất có năng lực khống chế hoa lưu ly của gia tộc hoa nhân sau cùng âu sơ bổ sung một dòng ghi chú trên giấy người này rất nguy hiểm và cực kỳ ghét con người vậy nên không ai có thể lường trước y sẽ làm ra chuyện gì sau khi viết xong Âu Sơ đưa tin tức cho quản gia. Quản gia nhìn nội dung trên giấy vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù ai cũng biết người của gia tộc Hoa Nhân có năng lực đặc biệt, nhưng ngoại trừ năng lực hoa ăn thịt của Magnus, thì toàn bộ khả năng của những người còn lại đều được giữ bí mật. Vậy mà tiểu thư lại không hề cho dấu nói cho bọn họ biết. Những phân tích sau đó của Âu Sơ càng làm Avid cảm thấy không thể sánh bằng. Hoa lưu ly không chỉ có thể tạo ra hạn hán vô tận, mà còn có thể tạo ra lũ lụt đáng sợ. Mục đích thực sự của Magnus là gây ra nạn đói, đẩy giá lương thực lên cao, bởi vì hiện tại gia tộc Hoa Nhân nắm giữ 80% sản lượng lương thực của cả nước, chỉ cần dựa vào những điểm này, liền có thể khiến những vùng đất vô chủ gánh khoản nợ khổng lồ. Sau cùng từng bước thôn tính những địa bàn trung lập trở thành lãnh địa của bọn họ, khiến gia tộc Hoa Nhân trở thành gia tộc lãnh đạo bốn gia tộc dị năng. Sau khi phân tích xong kế hoạch của anh trai, Âu Sơ liền mệt mỏi từ ở vào ghế. Giây tiếp theo, Avid liền bước lại gần, bàn tay mắt lạnh đặt lên trán của cô bé. Cảm nhận nhiệt độ nóng rực trên người vị hôn thê. Trong lòng chỉ còn sự thương xót. Sốt cao như vậy mà vẫn còn cố gắng làm việc, ngay cả chuyện bản thân bị bệnh rồi đứa nhỏ này cũng không biết sao. Avid lập tức yêu cầu Âu trở về nghỉ ngơi. Thấy Âu Sơ vẫn còn lo lắng về chuyện của Magnus, Avid chỉ có thể hết lần này, đến lần khác đảm bảo sẽ sớm giải quyết êm đẹp mọi chuyện. Lúc này, Âu Sơ sốt cao mới yên tâm mà ngủ thiếp đi. Avid cẩn thận giúp Âu Sơ đắp chăn, quản gia cũng không nhịn được cảm thán về sự thông minh của Âu Sơ. Đúng là thiên tài trăm năm khó gặp. Á Vít cũng tán đồng gật đầu. Không đợi anh tiếp tục khen ngợi thì một trận ho dữ dội đột nhiên ập tới. Dù A Vít đã cố gắng nhẫn nhịn nhưng máu tươi vẫn nhuộm đỏ khăn tay. Quản gia lo lắng tiến lại gần. Số lần cậu chủ ho ra máu càng lúc càng nhiều. A Vít lại không cho là vậy. Anh tin rằng không lâu sau mọi chuyện sẽ có chuyển biến tốt. Bởi vì trong gia tộc truyền thống khi phái nữ làm chủ trong nhiều thế hệ, từ trước đến nay người từ xưa đến nay, người Utesia mỗi thế hệ đều chỉ sinh ra duy nhất một người con trai, từ khi sinh ra đã mất đi tư cách trở thành gia chủ. Vậy nên sẽ được định hôn ước từ khi còn nhỏ. Đứa trẻ được chỉ hôn bắt buộc phải tới gia đình của chồng để học tập. Thường có hai ứng cư viên cho vị trí này, một người là thiếu nữ do gia đình Utesia lựa chọn. Một người là người thừa kế do hoàng gia lựa chọn. Hai người đều phải vượt qua kỳ thi của thần điện, sau đó thần bảo hộ sẽ chọn người ưu tú hơn trong hai người. Bằng chứng cho việc được lựa chọn chính là xem phản ứng trên trán của gia chủ. Vốn dĩ sự tranh đấu của hai bên không cần gấp rút như thế. Nhưng vì mẹ của Avid đã qua đời từ sớm, nên mọi áp lực của gia tộc đều đặt trên vai của anh. Mà cô bé được hoàng thất lựa chọn, chính là cháu gái của nhiếp chính vương. Nếu như Âu Sơ không thể giành được phần thắng, thì đây chắc chắn là thảm họa đối với Utesia. Avid lật mở từng trang báo cáo trong tay, trên đó chứa toàn bộ sự đãi ngộ đáng thương, mà Âu Sơ phải chịu đựng khi ở gia tộc Hoa Nhân. Thiếu niên càng xem càng cảm thấy lửa giận ngút trời. Quản gia cũng vẫn nộ bất bình cho Thiếu Phu Nhân. Sao có thể đối xử như vậy với một đứa trẻ đáng yêu như tiểu thư Âu Sơ? Trên thực tế, người của gia tộc Hoa Nhân đối xử với Âu Sơ còn ác độc hơn những ghi chép này. Chả trách dù đã 13 tuổi cô bé vẫn gầy yếu như thế. Bông hoa mà Âu Sơ tạo ra vào buổi lễ hội mùa xuân lần trước, dù nóng bỏng và rực rỡ, nhưng không thiêu cháy bất cứ thứ gì. Nhưng mà trong đoạn thời gian này, Avid đã bắt đầu kế hoạch trả thù Hoa gia. Anh ra lệnh tiêu hủy rất nhiều kiến trúc và kho bãi, nhưng chút ít này không thể bù đắp những tổn thương mà bọn chúng gây ra cho Âu Sơ. Lúc này, Avid búng tay gọi ra nô bộc Hắc Ám, kêu hắn ta đi tiêu diệt người thuộc tộc Hoa nhân. Avid muốn bọn họ biến mất khỏi thế gian này. Dây tiếp theo một chú rồng đen bay tới, rồng nhỏ đem đến tin tức của gia chủ truyền tới từ đáy biển. Thân là một trong ba loại mỹ thực nhân gian, mỗi quả trứng của hải vương đều được ví như kho báu chỉ có điều hải vương sau khi sinh xong đều vô cùng mẫn cảm vậy nên chỉ có thể chờ đợi thêm một đoạn thời gian a vít cảm thán cuối cùng cha cũng làm được chút chuyện có ích sau cùng anh lấy ra vài hạt đậu thưởng cho rồng nhỏ quản gia lo lắng hỏi không đem chuyện này nói cho tiểu thư âu sơ biết sao còn cả chuyện người thừa kế tiếp theo a vít nghe vậy có hơi khựng lại sau đó lên tiếng chuyện này không nhất thiết phải nói cho em ấy biết dù sao em ấy cũng là người mà ta chọn, những người khác không nằm trong phạm vi lựa chọn của ta. Dù cho người kia có là cháu của Nhiếp Chính Vương. Cảm ơn bạn đã xem hết video, nếu yêu thích đừng quên like share và để lại bình luận, đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất nha.